hai ly trà đường đem ra ngoài kìa trời. Anh đứng lại đây ngồi, anh đứng coi. Xin giới thiệu với các bạn kèo 33, kèo giữa tem nhân thiện nhỏ, nam nhỏ nhà bàn, đánh với cống thắng tại chợ mới An Giang. Đấy là sao rồi, anh theo? Theo luôn. Chạy qua sao mày nhá thôi là nó khó quýnh rồi, mày không hảo không lên quýnh không tới thiệt, nhưng mày nhá thôi là động tác nó quýnh hơi khó rồi, mày đứng rồi là nó dễ quýnh. Sao mày? Gắn mà đeo gắn đóng bồn. Không, không. Nói chung là mày vô xăng là tao ngay nói đó. Cũng mắc ăn thua tao mới mày vô xăng là tao ngay nói đi. Hãy tin tưởng sống phải không? Sợ rồi. Theo công bồ của này. Không quýnh nữa là chống rồi quýnh, không quýnh thứ gì. Quýnh công này cho khoảng 2 năm. Ủa, 2 năm rồi. Ôi sao không đánh mà sao điểm không không vậy chụp nó lại cái này luôn nhỏ quá báo đi ăn hai tô bây giờ cái này nè điểm 1-0 máy đánh một cú. Điểm một điều. Quá khôn rồi đây. Không đi cô lỗ nữa. Điểm 2-1. Nó quýnh tầm cao thôi mà nhảy hai tay thì chụp ngay cái banh đó. Điểm 2 điều. Điểm 3-2.
trắng đơn tải trắng. Điểm ba điều. Điểm 43. Điểm 4 đều. Tốt. Biết không? Điểm 54. Được không? Điểm 5 đều. Tốt. Điểm 6 năm. Trời ơi. Điểm 6 đều. Tốt. Quá đâu nghe. Không quá nào tao hết lửa là tao hết quá. Điểm 76. Cái gì đã làm nó hết 4 cây rồi. Bảo này hết trơn. Đứng đây bỏ nhả tao lên tôi cho hả? Tao tao muốn cái bánh độ quay độ này. Kia kia này chứ. Tao vui. Điểm 7 điều. Quay. Ủa mấy mấy rồi? 7 điều. Tốt. 87 hả? 87. Ba bà trống thằng xung cuối trời mát mẻ. Không vậy trơn á. Qua đó là sao? Gió không có gió. Mày đâu bỏ chắc nó thấy cái bánh đâu. Nó nghe chai còn trời. Nó bỏ lỗi luôn. Điểm 87. Giao lại điểm 87. Tốt. Bỏ cái máy. Điểm 8 đều. Điểm 98. Điểm 9 đều. Tốt. Điểm 19. Quá tốt. Tốt. Quá đẹp nè. Khỏe rồi đẹp quá. Lắc con tài không? Khỏe đẹp quá đẹp. Nó mà có chiều cao nó chết nó thấp.
chiều cao nữa cái nó không nhảy. Đúng không được. Không chiều cao chứ không được. Mấy chiều cao cái nó lết không à. Điểm 10 điều. Hết gãy nó rồi. Tôi đó. Thầy đây em ơi. Thầy quá vậy ơi. Điểm 11-10. Anh Cống ơi. Hồi nãy giờ không kêu nó qua, kêu tên Cống không qua. Xì hơi. Điểm 11 đều. Điểm 12-11. Bao không mà lớn lại đâu mà. Chúng rồi. Đó, thằng Nhân nó đè dưới cái gì nó cũng để. Nói cho đủ. Thằng này này nó đè vô cái gì mà hết bát rồi. Thằng thằng kia nó non gà. Ra tới cái bóng dưới nó đụng dưới cái gì trước đẩy lại. Thằng kia cái ba điều. Có cái cảm giác không nghe. Đụng banh đụng nhưng mà mày đẩy cái bóng dưới. Luôn. 12 điều. Tốt. Còn cho mày mấy tấm rồi. Điểm 13-12. Trời. Con bảo rồi nha. Nè, bác ăn nè. Bốn đều hả? Con bông dài. Chồng lên xíu. Vô chồng ơi luôn. Vô chồng xíu đừng ra ngoài nữa. Dạ đi mệt tí ngồi đi là chậm. Nè, bác ăn nè. Cú phè bác em tao câu. Điểm 13 điều. Lấy kèm. Lấy kèm. Chặt vô. Tốt. Lấy kèm. Điểm 14-13. Kết thúc trận đấu tem của Cống thắng tại thắng tem của Nam Nhỏ, Tây Nhỏ và Nhân. Các bạn sẽ uống chuyện vui vẻ hạnh phúc và thành đạt. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các video sau. Nói ngay. Hoa hình. Anh quay bắt chơi mặt hài anh em ở đây. Bắt mày bước vô. Bắt là gì? Bắt ăn thuốc mà bắt. Bảo ăn gói ăn. Ừ, 5 gói 2 gói.